Xin chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Đây, phía trước mặt chúng ta là cây mai cúc lai VIP đây. Cúc lai VIP này có người gọi là cúc nhị đỏ ha, mới nở ngày hôm qua. Đây. Nở hôm qua hôm nay ha. Tè tô hết rồi nó rụng hết sạch luôn rồi. Đây, hoa thì nó to ha, hoa to, cái phơm hoa to như dạng như gần như là cúc bốn lông rồi vậy. Hoa to nhiều cánh ha. Mà nó nở đặc điểm giống này thì không biết chân ở như thế nào á, chân chạy tới thế nào mà này cái này thì mình cái chỗ của mình là chân cái chỗ nó cũng mát mát nè chứ không phải nắng hoàn toàn á, trong cái nhà lưới nè có lưới che hết ha, nói chung là cũng giảm nắng chứ không phải là chân ngoài trời. Đấy, thì nó cũng được chứ có ngày một à. Nói chung là cái giống này thì chưa biết như thế nào, để ghép thử nghiệm một vài năm đi rồi mới dám ghép để đi chợ á. Bông thì đẹp, còn cái thằng nút nậu quá, hay là cây này chưa đủ sức hay sao á, nó ra nhiều thì nó rụng muốn hết luôn à, không là nó rụng nhiều đợt lắm mà tách ra thì không thấy sâu xia gì hết trơn á, tách ra thì nó bình thường á, chưa đủ sức. Tách ra thì không có sâu xia gì hết á, nó hé hí lên là nó rụng á, này rụng dày đặc hết trơn, mấy chục bông mà nó nở không gầy, cứ canh canh mà nó nở được con bông màu, không gầy nhiều dữ lắm, đâm đặc trong đây nè, nó rụng sơ cùi hết trơn. Tết mà nó rụng như thế này mà đi chợ thế là khóc ròng luôn á. Cúc lai VIP á. Cúc lai thôi mà có dạng VIP hay không là thêm người ta đặt ha. Đây. Giờ cái gì người ta cũng thích VIP do đó rồi. Như quán nhậu mà có phòng VIP nè, khách sạn VIP này kia đâu, mai gì cũng có mai VIP nè, ăn theo trào lưu VIP á. Mà VIP là dành cho con người á chứ không phải, mình cũng nói nhiều lần lắm rồi. Đây, mấy chú nhà giáo á, giáo viên á, như dùng giờ người ta dùng từ nó lung tung lắm, VIP là dành cho con người chứ không phải dành cho đồ vật ha. VIP là cái chữ viết tắt á, viết tắt của chữ tiếng Anh á, very important person á, người nhân vật quan trọng á, chứ không phải là cái gì trơn á ha. Đấy. Còn đây là cái cúc bi nè, đây nở ngày thứ hai của nó ha, bình thường đang cứng ngắc à. Này nếu mà trong mát thêm 2 ngày nữa ha, nếu mà trong mát có thể được 4 ngày 5 ngày. Đây, giống này thì mình thấy đi chợ bán rất là lâu rồi, 3-4 năm nay á, đi ra đường chú sinh thì cái này giống này nhân giống số lượng ngàn không à, 3-4 ngàn cây á, ghép đại trà. Đó, còn cái giống này, còn cái giống VIP viết gì á, nói chung là giống cúc VIP đi chăng nữa thì mỗi vườn ghép con cây 2 cây chơi á. Hoa nó đẹp thì đẹp thật nhưng mà nó làm kinh tế nó không có đạt ha. Đây, giống như cúc thọ hương đây, cái bông này nở 7 ngày nè, rụng nguyên bông luôn nè. Đây là ngày thứ 7 của nó nè. Đó, đã chưa, phơm còn y nguyên luôn ha. Đây nên nở cho tới nở 7 ngày á, ngày 27 nở tới 4 năm luôn á, chịu gì nổi nha, 7 ngày ở trong mát à, rụng nguyên bông luôn thọ hương á. Còn đây là ngày thứ 3 của nó đây, ngày thứ 3 của nó ha, đây là ngày thứ 7. Nếu mà nó đậu trái á, đậu trái nó có sức thì nó đậu lại, nó đâm trái á, còn không có sức thì nó rụng luôn, nó rụng là rụng nguyên bông á, chứ không có rụng cánh, cánh vẫn còn rất là chắc á, bứt bặt bặt luôn nè. Này dòng này cánh rất là chắc á, bứt không đứt luôn á. Ngày thứ 7 á. Còn cây rồng bay đây, rồng bay đây nở ngày thứ 3, thứ 4 gì đây. Đây thì mà những cây này thì mình để chung một điều kiện á, dưới cái lưới này lưới thái giảm khoảng 20-30% gì đó, chứ không phải để trực tiếp ngoài nắng á, mà cũng không phải để trực tiếp ở trong mát đâu. Đó, rồng
bay đây. Ngày hôm qua cái chỗ này, ngày qua cái bông này nó xòe 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 vậy nè, nó này nó bung ra nè, sắp lớp rất là đẹp ha. Vậy là một cái cây mà có để đi chợ đi chơi á. Cái giống á thì mua ngàn giống rồi, ương hộp thì nó lai la mua ngàn kiểu á, mà phải thử nghiệm một vài năm á, vài năm bông búp đạt thì người ta mới làm đại trà được. Còn ba nha. Dòng này thì nói chung cái nhờ phơm hoa chúng ta nhìn thoạt nhìn thì giống như là cúc bi á, giống như cúc bi, nhưng mà nhìn kỹ thì nó khác. Nhìn kỹ thì cái hoa này nó sạch hơn, nở ra cái nhị nó không có bị thâm đen đâu ha. Lại cánh hoa rồi nhìn nó cũng mát hơn. Nó thâm mà thâm ít theo kiểu thâm nhị á, chứ không phải thâm cánh á. Còn cúc bi thì những cái cánh bên trong nó bung ra chưa hết á, nó thâm. Bay. Đã chưa? Tầng tầng lớp lớp luôn ha. Chỉ có một cây hai chùm thôi. Hai chùm mà nở ra nguyên một phần đúng không, mười mấy cái bông á. Cái này chỉ có một chùm thôi chứ, một cái thôi. 2 4 6 7 2 4 6 7 cái bông á, có bông là nở trước là nó rụng mất tiêu rồi, nó rụng cánh này. Đó. Meli chưa? Rồi, một số anh em thắc mắc ha, thắc mắc hỏi tháng này nở còn nở không ha. Đây ta khắc phục đây, đây là cái lần trước nó nở nè. Đây, chúng ta bấm, nếu mà thấy nó nở chúng ta bấm mấy cái đầu xanh xanh cuốn xanh này bỏ ha. Còn này là nó tự rụng thì ngay cái phần dưới đây nè, nó sẽ đơm hai cái nụ dưới đây nữa nè. Đây hai nụ này là tết có bông nữa nè, không có sao hết rồi ha. Đó, anh ta dầm kỹ đây. Đây là cái cuốn hoa lần trước nè. Đó, chúng ta khi mà nó nở chúng ta ngắt ha, chúng ta ngắt thì chúng ta ngắt ha. Khi mà nó nở xong á rồi nó có đậu trái thì chúng ta ngắt bỏ cái phần cuốn đó đi, ta chừa lại cái phần chân này nè ha. Thì ngay dưới phần chân này nó sẽ lên nụ tiếp đó, thấy chưa, không có sao hết ha. Đó, cái xanh xanh đó, đó là cái nụ bông á đó. Đó, không có sao hết. Nở thì xem chơi ha. Giống kiểu này nè, những cái mầm này nó vụt ra nè, thì nó có cái bông á, chúng ta ngắt bỏ cái chân bông đi thì chừa lại cái phần mà nâu nâu ở dưới á, mà nâu nâu ở dưới này nè, ngắt bỏ cái chân màu xanh đó ha, chừa lại phần nâu nâu dưới này thì tiếp tục nó lên nụ tiếp á, không có gì hết á. Đó là cây nhỏ nhỏ, còn cây bự sức đâu mà ngắt á, những cây bự bự trồng dưới đất cao 2-3 mét á, nở cho nó nở kệ nó đi, nó đủ sức đủ lực thì nó ra tiếp à. Nó ra tiếp mà không có lo gì hết đó ha. Cây này thảm lá xấu quá lặt lại. Qua đây coi cái cây cúc zin của mình nè, cúc zin đem từ Thành Thái về ha. Đây. Nói chung Thành Thái người ta nói bán đồ đẳng cấp gì ha, nhầm khu á, cũng được Thành Thái luôn. Cây này thì Thành Thái luôn, mình mua cây này nó giá 1 triệu nè, cao cỡ mét 2 mét 3 gì đó. Nói chung chợ nào cũng vậy, cũng có bán cây đẹp, cũng có bán cây bình dân á. Đây là cây cúc zin nè, hổm cái bông nó nở đâu gần 6-7 ngày gì đó, phơm hoa giống như cúc vip á, mà giống này rất là sai hoa nè. Đây mình thử nghiệm cái giống này nha. Đây hoa nở nè, chùm vậy ha. Đấy, hoa rất là nhiều cánh, phơm hoa sáng đẹp ha. Này, cái cây này thì là cây cúc zin á, nếu mình lấy giống này mình ghép ra thì mình có được giống của riêng mình á, muốn đặt tên gì đặt ha. Đó,
chưa? Đây là có được một giống mới nữa nè, chùm chùm đúng không, rất là sai bông á, kẹo 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 không à. Đấy, bọc nè, nhìn đã chưa, nhìn y chang như cúc VIP nha. Có thêm giống mới nữa đây. Đấy. Mới ra như cái lo kèn ha. Đấy. Ừ, đây nút nụ đặt về đặt trơn nè. À, để coi Tết như thế nào á. Cũng mình cũng chưa có vội nhân giống đâu. Tết bông búp thế nào ra, có bị nụng rụng bông rụng búp như thế nào đâu ha. Đây, nở nó nở bông gió thì nở như thế này, mà Tết nở nguyên cây như thế nào mà mới được ha. Nút nụ thì nhưng mình như là khỏi chê á. Chắc chắc không à, lá thì như lá mai giảo nha, bành bành không à, dài dài này nó lai ra mà nó cái chùm mà nhìn đó chưa. Này khi người ta cắt ghép ra thì người ta có được cái giống riêng của chúng ta nữa ha. Đây, Tết mình lặt lá nguyên cây như thế nào đây mới nhân giống á, giống như trường hợp cái cây mà cúc lai VIP gì đó, cúc lai VIP gì ha. Đấy, nó nở ra gì đâu mà có buổi sáng tới buổi chiều, tới sáng buổi sau là nó tàn, nó rụng hết trơn rồi. Đấy, bông búp ra thì nó rụng nụ không biết sạch bách rồi nha, phải thử nghiệm thêm một mùa Tết nữa. Đây, cái này là nở chùm chùm luôn nè, đấy một cái chùm nở ra 3-4 bông luôn ha. Đó. Chứ cái này bông này nó nhiều cánh á, nhiều cánh bông nó sạch sẽ này. Cũng cái duyên á, cái duyên bữa mình đi bán chợ Tết á, bán chợ ở năm 2020 vừa rồi á, đây thì cái ngày mà khoảng 28 Tết rồi đó, mình đi vòng vòng chơi á, ban đêm mới bán thì ban ngày người ta cũng đi làm ai đầu mua á. Đây bán chợ Tết thì đi bán đây cả chục năm rồi, ban ngày thì ít mua lắm, nói chung mấy ngày đầu đầu á ít người mua lắm á. Mình đi vòng vòng mấy chợ này chợ kia coi chơi ấy, thì đi ngang đường Thành Thái nè, này ngay chỗ cái nhà vệ sinh á, nhà vệ sinh mà cái góc ngay chỗ Bắc Hải quẹo vô Thành Thái phía bên tay phải á, ngay chỗ cái nhà vệ sinh công cộng nào đó, đối diện với lại Mobifone đâu ha. Đó, bán cây này này mà thấy nó nở sạch bách trơn rồi, nó còn lá không à. Đó. Còn lá không, mình thấy có cái bông mà nó nở ra bông đội bông á, trong một cái bông nó có 2-3 cái bông nhỏ trong đó nữa đó, mình thấy lạ quá mình mua vậy ha. Đây. Sao giờ sao mua về đây ra mua về trồng lên nó có bông phân bông này không á, bông đội bông đâu mất tiêu rồi không thấy nữa. Đây, cái bà mà giữ nhà vệ sinh á, giữ nhà vệ sinh công cộng á, bà là ui người ta mua cây có bông, còn ông này ông mua cây lá ha. Đấy, một cây lá không à, bà cười bà nói chơi vậy đó. Còn cái anh chủ á, anh chủ anh là ui người ta biết chơi, người ta nhìn thấy người ta mua. Đây, có người thì đó người ta xăm soi á, xăm soi bông búp đó, mình thấy nó lạ mình mua về mình chơi thôi, nhân giống này ra rồi ha, thấy bông đợi bông quá ngộ mà, trong cái bông này có cái bông kia trong đó luôn, giờ nó ra cái form này cũng dễ nhìn ha. Ừ. Nhìn cái xoăn xoăn à, đã chưa nè, giống này mạnh á, nói chung là cây Bình Định này mà là cái cây đầu tiên mà mình đem về mình thay chậu mà nó phát á, nó phát còn hơn mai nhà nữa, phát phượng phượng luôn mà nút nụ ra nhìn cũng đã lắm nè, như là mai giảo nha, cây này y chang như cây mai giảo, lá y chang như cây giảo Phú Yên của mình nhà á, lá bự không à. Đấy, nút nụ thì này cắt trễ á, tháng 4 tháng 5 mình mới bấm đôn, tầm 3 tháng 4 tháng là nó nứt nụ nó cứ ngắt hết trơn nè. Này, thử nghiệm thêm năm nữa ha, năm nữa Tết cho nó nở rực rồi mà sẽ nhân giống ra. Đấy, nhân giống ra thì
có giống này giống kia chúng ta chơi đây. Đặc điểm nó sai bông rồi nó làm nụ ngon, sức sống mạnh, dễ chăm được ha, bông cũng dễ nhìn, vậy là chúng ta nhân giống được rồi. Đó, hoa thì ba ngón tay thôi chứ không to ha. Quá nhiều cánh đi, cái phơm hoa nào mà họ tết nở mình thấy y chang như cúc vip vậy, cái bông nó vung lớp lên nha, rất là đẹp ha. Đây. Đây, vung lên luôn nè, vung lên luôn ha. Hoa này thì nó vung á, còn cúc bi thì cái phần nhị nó nhiều, còn này thì ít nhị à. Cái này hình như là nó cái nhị nó có chút xíu trong đây. Nhìn đã chưa, cánh xoăn 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 luôn ha. Này không có nhị luôn nè, nhỏ xíu à, nó vung lên luôn ha. Này đã ngày hôm qua vung lên như cúc vip vậy. Nếu mà cái giống này thì nó mạnh á, thì chúng ta làm giống này ngon hơn cúc viếp. Cúc viếp nó thường rỉnh bông à. Đây. Cúc viếp nó mạnh mà thường rỉnh bông à. Còn cái này giống này đặt kẹo luôn nè. Nếu như mai hộp chúng ta ương lên á, ương lên 100 cây nó ra 100 giống rồi. Không có cái bông ở dưới đây nè, nó nở trong vòng có 7-8 ngày á, chỗ này nè, trong mát á, nở 7-8 ngày luôn nha. Đây là cúc bi nè ha, cúc bi nở nè, có nét riêng á. Bi thì lá nó bầu bầu tròn tròn. Nè, cúc bi thì đi chợ khỏi chê rồi ha, nói chung nhìn bông là búp là khỏi chê rồi. Đại lộc này cũng ra nữa nè, chuẩn luôn ha, nụ tròn đây. Nó ra thì chúng ta ngắt nó ra lại tiếp á, chứ không có gì đây. Giống như kia ra nè, em trồng bông sai bông cây nhỏ nhỏ, đừng có sợ gì ra nha. Thấy bông nở là lo đây, nở thì xem chơi thôi, nở đây nở người ta xem chơi á, xem xong nó tàn thì chúng ta bấm mấy cái cuốn xanh bỏ. Dưới đây còn chân nè, lên nụ tiếp. Thấy nó rụng nụ sạch bách hết trơn ha. Cúc lai, cúc nhị đỏ gì đây. Đây, cách đây khoảng chừng 3 tháng trước á, đồn rần hết trơn. Cúc lá bự như là dạo lá gai vậy ha. Bự dày. Đồn rần hết trơn. Mua giống á. Đây, ông anh cái ông bạn á, ông anh bạn á, ông mua cái cây giống á. Ông mua đâu 7-8 triệu vậy. 7-8 triệu về ông nhân giống á. Này, mà ông cũng chưa dám ghép ra nhiều đó. À, thấy nó nở giờ phải mà ông thấy nở giờ mà nó rụng quá đi rụng mà cũng không dám ghép ra nhiều đó. Này, như con anh nói bình luận nói cái giống này nó còn thua giả Phú Yên nha, mà đúng là nếu mà so về cái độ mà độ tàn độ lâu á, thì không bằng á. Phú Yên đây là ngày thứ cái bông trong là ngày thứ tư á, bông ngoài là ngày thứ ba nè. Đó, bông bự màu đậm á, cánh cứng ngắt luôn. Đây ngày thứ tư nè, đây, thứ tư cánh bắt đầu rụng đây, à, cũng còn cứng á. Đây, ngày thứ ba nè, cánh cứng luôn, bứt bạc như vậy. Chúng ta phải dùng sức á ha, kéo nó mới ra, bạc luôn ha. Ngày thứ ba, ngày thứ tư á, phơm hoa vẫn giữ nguyên. Giống như mai đi chợ thì thằng nào thì nó phải tươi lâu mới được, tươi lâu rồi nó không rụng núp không rụng nụ á. Đây nhà cúc bi đây, đây cũng lác đác nè ha, nở nè, chùm luôn ha. Nó, bi nó nở đặn, nó đi lần đi nguyên chùm không à, không đi mình đâu. Đấy, ít khi nào nó đã nở một coi mình đó ha, nó đi thì nó có hình như nó có con nguyên phái đòn nó phía sau vậy ha, đi nguyên bầy vậy đó. Còn bốn cái bông phía sau nữa nè, nhìn
nó sơm liền ha. Hoa này thì ba ngón tay thôi, nó nở chùm nhìn cũng sơm á, sơm tủ đó. Đây nè, nó ra sai bông ghê chưa đó. Ở phía sau nó là bốn bông nữa ha. À, đây là nở bình thường á, chưa bấm chặn á. Nếu mà ta bấm chặn thì nó đi còn nhiều hơn nữa, 5-6 bông nó đi phía sau á. À, những hàng cây giống đây, giống cúc bi đây ha. Đây, hoa ngày thứ hai à. À, thứ hai thì nhìn nó trong cái phần nhị hoa bên trong á, cái phần cánh hoa bên trong nó tóp tóp nhìn giống cái nhị á, như giống cái cúc thọ hương vậy ha. Đây, giống như đây, giống này ha. Chú sinh chú bán biết bao nhiêu ngàn cây rồi ha, bán thành công biết bao nhiêu ngàn cây rồi, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn rồi không chừng á. Một năm nó lực của chú, một năm chú làm khoảng chừng 4-5 ngàn á, 4-5 ngàn mà chú làm đây 5-7 năm nay rồi, cả chục ngàn cây rồi ha, xuất ra. Đó là cây nuôi tại vườn á, còn chú đi ghép cho người ta đâu nữa, biết bao nhiêu rồi. À, chạy giống này giống kia đủ thứ á, giống kia đủ thứ. À, giống chủ lực đây, chủ vườn chủ ghép cái chuyên cái giống này á. À, cúc bi à, đây đây thì có chừng cây giống này ghép ra chừng 5-700 ha, 5-700 cây à. À, lên đọt đã chưa. À, đây cây cúc bi nhỏ nè, ở mẹ trổ hai đợt rồi đó, nhỏ xíu nè, nó trổ bông nó dính khô luôn ha, chứ ngoài nắng nè bông dính khô nó chưa chịu rụng nữa nè. Thấy, thấy thương chưa, dính khô luôn này trên cái cây luôn ha. Đây, bông mới nè, mình này mới nở ngày hôm nay nè. Đó. À, mới nở này, nở ngày hôm qua dính khô luôn ha, nhỏ xíu à, quá trí bông luôn nè, kín cây luôn ha. Nó khô trên cái cây luôn ha. À, cúc bi á. Rồi. Rất là thơm á. Đây, bông nhỏ là nở ra nè. Đây, có nhị là thơm à. Đã chưa? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này nha. À, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Nở nhìn nghiêng nghiêng giống như cúc vip mà giỡn đâu. Dày lớp á. À.